Xin chào 500 anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube channel. Trong video clip ngày hôm nay thì Đăng Anh sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm đến từ Oppo khá là mới mẻ cùng với những công nghệ mới của nó. Và đó chính là chiếc điện thoại Oppo F11 Pro. Vậy thì đây là chiếc điện thoại như thế nào và nó có những tính năng gì đặc biệt? Hãy cùng Đăng Anh theo dõi đến cuối video clip này nhé. Tại Bạch Long Mobile đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cũng như là flash sale thần tốc cho những chiếc điện thoại mà các bạn đã yêu thích từ bấy lâu. Chúng ta sẽ có những chiếc điện thoại như là iPad, máy tính bảng hay là iPhone. Ngoài ra thì có chương trình đặt trước A50 của Samsung Galaxy và đặt hàng M20 cũng như là A30 các bạn nhé. Đầu tiên, chiếc Oppo F11 Pro này là một sản phẩm đang rất được đón đợi, cụ thể là tại Mumbai, Ấn Độ. Nó gây được ấn tượng bởi vì những cái thông số cũng như là thông tin cấu hình bên trong. Và mẫu smartphone này sẽ là một sản phẩm có kích cỡ màn hình là 6,53 inch và điểm đặc biệt của nó là sẽ không bắt trend tai thỏ hay giọt nước như hiện tại mà sẽ có một cơ chế camera trồi lên trụt xuống 16 megapixel ở camera selfie. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có thông số camera két đằng sau cũng khá là khủng luôn là 48 và 50 megapixel. Tiếp theo thì sẽ đến với tính năng đầu tiên mà mình nghĩ nó là một điểm nhấn trên chiếc điện thoại Oppo F11 Pro này, đó chính là tính năng VOOC 3.0 sạc nhanh siêu cấp an toàn cho điện thoại. Và hơn nữa thì đây cũng là một chiếc điện thoại sử dụng con chip là MediaTek Helio P70, là một sự nâng cấp nhiều hơn so với bản Helio MediaTek P60 trước đây. Ngoài ra thì P70 của chúng ta sẽ có 8 loại xử lý kết hợp với một loại xử lý đồ họa là Mali T72. Có thể nói với chiếc điện thoại Oppo F11 Pro này sẽ có hai tính năng làm nên sự ấn tượng của nó. Thứ nhất là như nãy giờ mình đang nói, nó chính là công nghệ sạc VOOC 3.0. Và với công nghệ sạc VOOC 3.0 này sẽ giúp cho chiếc máy Oppo F11 Pro này của chúng ta có thể sạc nhanh viên pin dung lượng 4000 mAh chỉ trong vòng 80 phút. Và đây sẽ là một tính năng phải nói là cực kỳ phù hợp với những bạn game thủ luôn. Hãy tưởng tượng mà xem, nếu như bạn điện thoại bạn đang bị hết pin đúng không? Thì bạn chỉ cần cắm sạc và ra ngoài khoảng tầm chừng 1 tiếng đồng hồ kiếm cái gì đó ăn lót dạ và sau đó quay trở lại thì điện thoại pin đã đầy rồi và lại tiếp tục chiến game. Và đặc biệt hơn là hiểu được nỗi lòng của game thủ là những người chơi game không có giới hạn, tức là không có cái viên pin hay là cái sự sạc nào mà có thể đáp ứng đủ được. Nhưng điều đó sẽ xảy ra tốt hơn với chiếc điện thoại Oppo F11 Pro này, khi mà cái lượng chúng ta chơi game, lượng điện xả ra còn nhiều hơn cái lượng điện mà chúng ta trực tiếp sạc vào. Cho nên cái việc mà vừa chơi game vừa sạc là không thể tránh khỏi. Và với công nghệ sạc VOOC 3.0 này thì sẽ giúp cho game thủ của chúng ta hoàn toàn có thể chiến game và năng lượng điện thì vẫn luôn được nạp đầy đủ. Và một điểm cộng đặc biệt hơn nữa cho công nghệ sạc VOOC 3.0 này chính là bởi vì cái mức an toàn của nó khiến cho chiếc smartphone của bạn ít khi bị nóng lên. Tức nghĩa là khi vừa sạc vừa chơi game và khi cầm trên tay sẽ không gây ra cảm giác khó chịu hay là nguy hiểm. Và tiếp theo nữa là một điểm cộng thứ hai rất sáng giá cho chiếc điện thoại Oppo F11 Pro này của chúng ta, đó chính là bởi tính năng Hyper Boost GPU Turbo của nó. Tại sao tính năng này lại là một điểm cộng rất lớn? Bởi vì như có thể nói, tính năng đầu tiên là sạc VOOC 3.0 đúng không? Thì với tính năng này nó sẽ tăng cái độ nhạy cảm ứng lên, để cho các bạn không còn có cái nỗi lo sợ là chạm không đủ lực khi mà cảm ứng, khi mà chơi game chẳng hạn. Vậy cho nên mình có thể nói là chiếc Oppo F11 Pro này đích thị là một chiếc điện thoại dành chuyên cho game thủ. Với tính năng Hyper Boost GPU Turbo này sẽ tăng độ nhạy cảm ứng màn hình, cho nên bạn sẽ không sợ cái việc là bị thua game khi không chạm đủ mạnh vào màn hình. Và ngoài ra thì với cái chế độ Hyper Boost này, nó sẽ có 3 chức năng chính để các bạn có thể tối ưu hóa khi chơi game hơn. Đó chính là Game Speed, Game Assistant và Game Speech Enhancement, sẽ giúp cho chúng ta tăng cái tương tác cũng như là cái mức độ tùy chỉnh để các bạn có thể chơi game tốt hơn. Và đặc biệt là cái chế độ Hyper Boost này cũng như là GPU Turbo cũng là giống với lại những công nghệ mà trước đây Honor hay Huawei đã áp dụng cho những sản phẩm chuyên game của mình. Ok, vừa rồi là những thông tin rất hay ho về chiếc điện thoại Oppo F11 Pro, đặc biệt là với hai tính năng sạc VOOC 3.0 cũng như là tính năng Hyper Boost GPU Turbo, là những tính năng mà rất là tốt cho một chiếc điện thoại dành riêng cho game thủ. Vậy thì bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này? Đừng quên để lại suy nghĩ của bạn dưới phần comment cho tụi mình cùng biết với nha. Và hơn nữa thì tại Bạch Long Mobile tháng 3 này đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, có thể rinh smartphone như ý bạn và với mức giá cực kỳ phải chăng. Và đừng quên truy cập vào phần link bên dưới mà tụi mình đã đính kèm nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube B Channel đó nha. Bye. Ê, từ từ khoan.